Ký ức người lính trinh sát sư đoàn 307. Hồi ký. Tác giả Võ Văn Hà. Số 6. Những ngày chuẩn bị cho chiến dịch khi đi ngang qua đơn vị cũ, trước khi về Đức Cơ, anh Trường cho xuống xe và đi bộ vào. Thấy có một số anh em lạ, tưởng là tân binh. Ai rẻ? Đây là đơn vị của tỉnh đội Đắk Lắc. Chúng tôi hỏi thì các anh không biết đơn vị ở đây bây giờ chuyển đâu rồi. Lại vòng ra đường 19 khi trời đã gần tối. Hỏi các anh pháo quân khu thì được trả lời là sư đoàn bộ 307 đã chuyển lên khu vực ngã ba công hương. Trời thì tối nên phải ở lại đơn vị pháo. Sau nhờ đơn vị pháo binh điện cho sư đoàn để báo cáo tình hình, sư đoàn điện cho chúng tôi ở lại đơn vị pháo chờ có lệnh mới. Thịt bò của anh em 95, con mảnh của anh em đồn 23 phải nhờ anh nuôi đơn vị bạn luộc lại và cũng hào phóng để lại cho anh em một ít gọi là quà quê hương. 20 cây số ngày ấy nghe xa vời vợi mang dấu ấn của chiến tranh. Bên này là cuộc chiến không hiểu đi về đâu, bên kia cách 15-20 km là đất mẹ Việt Nam, mảnh đất mà chúng con phải chiến đấu giữ gìn vì cuộc sống thanh bình của nhân dân. Anh em pháo nhường cho chúng tôi nguyên một căn hầm âm xuống mặt đất khoảng 3 mét, chỉ có võng chứ không có sạp tre hay giường gì cả. Tranh thủ nấu cơm và ăn cơm xong, chúng tôi lên võng và chỉ đong đưa một chút là tất cả ngủ sau một ngày gió bụi trên đường. Ban đêm chúng tôi thức giấc hai lần do pháo binh chi viện cho một đơn vị của sư đoàn 309 bị địch tập kết, mỗi lần khoảng 5 đến 60 quả. Vẫn ngủ tiếp vì xung quanh đơn vị pháo là các đơn vị đóng dày đặc, còn kiến chùi qua còn không lọt Huống chỉ là bốt Tảng sáng Lại một đợt pháo nữa Đợt này bắn hơi xa Tiếng nổ nghe rất nhỏ Anh em pháo binh bảo Pháo cầm canh bắn theo yêu cầu của quân khu Khoảng 8 giờ sáng Trợ lý tác chiến sư đoàn Thượng úy Khoa Trên đường công tác với trung đoàn 94 Ghé và điện cho xe sư đoàn đến đón Lên xe mới biết Tối qua các sếp nhà ta sợ chúng tôi đi luôn đêm về đơn vị nên phải ra lệnh. Lúc này đường 19 gần như là của ta. Hai bên đường các đơn vị trợ chiến đóng quân dày đặc. Đi đến đâu cũng thấy anh em vẫy tay chào. Do họ biết anh Trường. Có anh còn hỏi, mới ở bên nước qua hả? Về đến đơn vị thì không còn ai, chỉ còn mấy anh em bị sốt và 10 anh em tân binh Hà Nội nhập ngũ tháng 8 năm 78, huấn luyện tại Phủ Lý ngoài Bắc, mới bổ sung vào đơn vị. Trợ lý tác chiến sư đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội trưởng trong giai đoạn này như sau. một Cơ bản là dẫn thủ trưởng sư đoàn và quân khu đi đến các đơn vị, kiểm tra công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Vì các trung đoàn hiện tại đang nằm im chờ lệnh, không bung quân ra ngoài, chỉ tuần tra phục kích gần đơn vị chừng 1 2 cây số và cơ bản là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường 19. 2. Bảo đảm quân số chiến đấu sẵn sàng nhận lệnh của sư đoàn. Đại đội trưởng chia thịt và gửi cho các trung đội đang công tác phối thuộc cùng các trung đoàn của sư đoàn chỉ để lại một ít tại đơn vị. Anh Trường xác định cùng trợ lý tác chiến sư đoàn vị trí đứng chân của các đơn vị trong toàn sư đoàn và bảo anh em mới đi thực hành về chấm sẵn trên bản đồ khi có lệnh là đi được ngay. Trước ngày 22 tháng 12 khoảng mấy ngày, trong lúc dẫn ban pháo của quân khu đi kiểm tra các đơn vị pháo của chiến dịch trên đường 19, tôi gặp anh em Trung đoàn 95 từ Đức Cơ sang, nhìn đoàn quân ra trận với không khí vui nhộn. Lúc này là tiếng hát, tiếng cười nói ý ới vang động cả dọc đường. Khi gặp chúng tôi, lúc tản ra giải lao, anh em G3E95 nói rằng mấy ông hay thiệt, mới về Đức Cơ mà đã làm quen với chị em 746 rồi. Khi chúng tôi đến nơi, em nào cũng nói có mấy anh trinh sát sư đoàn đến đây. Chơi với bọn em mấy ngày vui lắm, rồi đi biệt tới giờ chưa thấy. Tôi đâu biết rằng phía sau đội hình tiểu đoàn 3 là tiểu đoàn 1. Tôi có một lá thư của một em 746 viết kín bốn trang giấy học trò gửi cho một anh C1 đồng hương của tôi. Được đi cùng với các thủ trưởng nên thời kỳ này chúng tôi cũng đỡ vất vả nhiều. Không khí chuẩn bị cho chiến dịch quá là khẩn trương, các đơn vị bước vào cuộc chiến này với tinh thần chiến đấu rất cao. Lãnh đạo đến các đơn vị chỉ đạo trực tiếp cũng như giải quyết tại chỗ những khó khăn của họ. Là anh lính quen đi theo các thủ trưởng nên cũng thơm theo. Hưởng sái cũng được kha khá, chỉ vì họ thông cảm nỗi chuân chuyên, vất vả của lính trinh sát sư đoàn. Anh em Nam còn vậy, huống hồ chi các em của 746 và 331 ở Đắc Đoa, làm sao nghe đời trinh sát mà không động lòng. Một buổi tối anh Trường đi giao ban về, có mang theo thư của anh em. Tôi được hai lá, một bóng hồng ở quê nhà nơi quê hương em bước vào vụ mới hàng ngày ra đồng em thấy cha mẹ anh luôn nhìn về hướng tây xa xôi với đôi mắt đượm buồn mong nhớ về người con trai của mình nơi đó và từ ngày anh đi em cảm nhận được tình thương của cha mẹ anh đối với em các anh chị ở quy nhơn về thăm có quà gì ngày hôm sau ra đồng em cũng có như vậy Mẹ anh dạo này hay thường xuyên tâm sự với em về những cảnh đời anh đã vượt qua từ thuở ấu thơ, là đứa con duy nhất của làng quê nghèo Mỹ Cát, Phủ Mỹ thi đậu vào trường trung học Cường để Quy Nhơn, khóa 1970-1971, ngôi trường danh giá mà bất cứ học sinh nào của tỉnh Bình Định thời đó cũng đều mơ ước được bước chân vào với bình cà rem trên vai đi dọc đường dày xe lửa từ ga quy nhơn đến ga diêu trì trong cái nắng gay gắt của gió bụi miền trung của hơi nóng bốc lên từ những thanh dây để hoàn thành chương trình phổ thông cổng trường bách khoa đà nẵng đã khép lại với anh từ thành phố anh lại về những cánh đồng muối quê mình và chính nơi này chúng mình đã gặp nhau rồi anh ra đi bỏ lại sau lưng tất cả với trăm nhớ ngàn thương. Phút chạnh lòng khi đọc những dòng chữ trong lá thư hướng về quê nhà thân thương còn cha mẹ già, hai em gái nhỏ chưa đến tuổi lao động. Những khó khăn trồng chất trong đời sống hàng ngày. Một tấn muối bán cho thương nghiệp được 35 đồng và nhà nước bán lại cho 13 cân gạo một tấn muối với giá 4 hào. Hai mí mắt cả ngày không gặp nhau, bây giờ là lúc chúng nó tâm sự. Tôi chìm vào giấc ngủ vô tư, mặc cho sự đời ngày mai rồi hãy tính. Ngày mai, rồi ngày mai. Ngày 22 tháng 12 năm 1978 đã đến. Sáng hôm ấy, tôi theo bộ phận tham mưu của sư đoàn đi thăm D9 E29, chốt trên một cứ điểm phía bắc đường 19 cách điểm cao 312 không xa lắm. Mục đích của chuyến đi tôi không được biết. Nghe tiếng pháo đề ba, tôi hiểu sư đoàn đưa trận địa pháo về đây, táo bạo và quá bất ngờ khi pháo cùng bộ binh hành tiến. Nhìn anh em trung đoàn 29 đóng chốt, ai mà không chạnh lòng. Quần áo anh em lúc này gần như tả tơi, chịu sao nổi với những trận đánh bò lên lăn xuống khắp các trận địa với những tấm lưng oằn gùi đạn gạo lên chốt, không đủ nước để uống, lấy đâu ra để tắm. Vì mò xuống suối là bị trúng tỉa, trúng phục. Dầu dìa nó cũng chán vì mọc ra các bố nhà ta có chịu cạo đâu mà bảo nó mọc thêm nữa. Những gương mặt hốc hác mắt trắng xác vì trường kỳ những đêm không ngủ. Với chế độ ngủ bù trong thấp thỏm, lơ là là nó cắt cổ. Thấy anh em như vậy, thủ trưởng Cường tham mưu trưởng sư đoàn mặt tối sầm lại. Tôi không hiểu vì sao. Ông hỏi bộ phận hậu cần về khả năng của sư đoàn. Ông điện cho chính ủy lung vì tư lệnh sư đoàn đi họp ở Pleiku và đưa ra quyết định tại chỗ là cấp đủ quần áo giày ni lông đi mưa cho toàn bộ chốt 29 ngay lập tức. Anh em ai cũng phấn khởi ra mặt. Nhưng đi bên ông tôi hiểu Ông còn một cái gì đó rất áy náy Và đây là cái điều thằng lính chốt thích nhất Thích hơn mọi thứ trên đời Thuốc lào Anh em nào có qua cảnh này mới thấy Còn không thì bảo là nói dóc cũng đúng Đằng đói chứ có phải là thiếu thuốc mà có ai đó chỉ cho một điếu thuốc lào chính hãng Hải Phòng trong gói nhỏ bằng giấy dơm 50 gram rồi ung dung ngồi trên mỏm đá xoe vành vạnh nhúm thuốc nhét vào nó châm lửa và kéo cho tụt quần luôn đừng nhả khói vội hãy từ từ nuốt vào thưởng thức ngẩng mặt nhìn trời thả ra từ từ làn khói trắng đưa anh vào chốn thần tiên tuyệt cú mèo Tôi thấy thủ trưởng lấy trong túi mìn Claymore ra chỉ trên dưới 10 gói mà chia cho hơn trăm người thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng lính nhà ta khoái phải biết thuốc này thủ trưởng trôm ở đâu chứ bộ đội ai mà cấp phát thuốc lào. Ông nhanh chóng đến hầm của ban chỉ huy đi kiểm tra cách phòng ngự nắm sơ đồ chốt. Về hầm ban chỉ huy thủ trưởng tổ chức cuộc họp quán triệt một số nhiệm vụ cũng như đánh giá tình hình phòng thủ đưa ra những ý kiến tôi ngồi một mình buồn quá dựa lưng vào cây bằng lăng trước hầm ban chỉ huy tiểu đoàn lấy thư đắc đoa ra đọc anh ra đi em nhìn thấy anh vẫy tay chào em đã mất đi một cái gì đó thiêng liêng lắm muốn chạy theo để nắm lấy bàn tay anh em chưa kịp nhận ra hơi ấm của nó để nhìn lại gương mặt anh mang hơi thở của cuộc sống để áp vào lồng ngực anh chiều hôm đó sau giờ cơm em thần thơ trước hàng hiên nơi anh và em ngồi ghế trước hàng hiên phòng em nhà để xe của nông trường nơi cơn mưa cuối mùa đã tặng cho em sự sống từ đôi môi nồng cháy của anh trong sự trinh trắng vô ngần bùng cháy trong em nỗi niềm đa cảm Chị em trong phòng cũng hiểu lòng em, chia sẻ và chúc mừng em. Những dòng toán anh giải trong vở vẫn còn đó. Anh ơi, thời gian là phần còn lại của nỗi đau. Khao khát vẫn còn đó của một thời hoa phượng, mùa hoa cau tiếc nuối giữa tay người. Biết bao giờ gặp lại hả anh? Bên kia biên giới là cuộc đời anh, là những trận chiến triền miên, là những ngày trinh sát đầy mạo hiểm giữa cái sống và cái chết. Bên này là cuộc đời em là niềm dây dứt xa anh không nguôi, vẫn đồng vọng mãi lời chia tay thầm lặng trong cái vẫy tay ngày anh ra đi. Gió mùa đông đã chớm lạnh xe lòng, đắc đoa, đất lạ một mùa cau Cũng là một người lính, em chúc anh đi bình yên, em sẽ quay lại, tìm dòng sông, tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở để có mãi bóng hình anh một nơi nào đó. Mùa đông đắc đoa, mùa đông của cuộc đời, mùa đông khi em tròn 19 tuổi. Sau cuộc họp, thủ trưởng và các anh em trinh sát chúng tôi lên mỏm đá cao nhất. Ông phải mặc áo giáp vì sợ chúng bắn tỉa. Chúng tôi cảnh giới bốn hướng Đề phòng bất chắc. Ông dùng ống nhòm quan sát địa hình, nhìn bản đồ, nhẩm tính, giao hội các điểm trên đường về, chúng tôi gặp anh em vận tải của sư đoàn và của E29 đang chuyển hàng lên chốt. Đi bên ông, không thấy ông nói gì, có vẻ trầm ngâm lắm. Về đến sư đoàn bộ, thủ trưởng mời anh em trinh sát vào hầm nổi của ông, cho mỗi anh em gói tam đảo, gửi cho cả đại đội một chai rượu để anh em liên hoan vào chiều nay theo phân công của sư đoàn. Giờ giấc liên hoan do ban tham mưu của sư đoàn sắp xếp về đến đơn vị, tôi thấy nhiều anh em cả cũ lẫn mới vẫn còn thiếu trung đội 3 vì đang phối hợp cùng trinh sát sư đoàn 309 xây dựng tọa độ cho các đơn vị đánh hiệp đồng binh chủng. Khi anh em về đủ, mọi thứ đều được mang ra. Lính cũ và lính mới gặp nhau vui vẻ. Những câu chuyện trong hơn tháng qua giờ mới đem ra kể. Cả đơn vị có ba chai rượu. Mỗi người chỉ được một ly nhỏ kỷ niệm ngày sinh nhật của người lính các anh em bên đơn vị quanh sư bộ cũng sang cùng vui với đơn vị lần đầu tiên tôi thấy anh em đủ mặt tối hôm đó chúng tôi xuống hầm tâm sự không ngủ và không biết rằng trên ban tham mưu sư đoàn đang vạch những mũi tên của các cánh quân chuẩn bị đánh sâu vào nội địa campuchia trong mơ tôi thấy bóng hồng nơi quê nhà khóc giọt nước mắt sẽ tan thành hoài niệm của thời gian sẽ thành mối mặn thành vô tư sóng biển quê mình để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau em hãy đợi anh về như bao người tình của lính trong chiến tranh tiếng pháo cầm canh vào buổi sáng sớm đã đánh thức chúng tôi dậy chui ra khỏi hầm đã nhìn thấy các anh em gác ca chót đang ngồi uống nước trà cùng ban chỉ huy trên tay đại đội trưởng là tấm bản đồ màu xanh mới tinh. Một ngày mới bắt đầu. Những ngày cuối tháng 12 1978. Chiến dịch bắt đầu. Sau ngày 22 tháng 12, chúng tôi thấy hướng 309 đánh giữ pháo binh quân khu 105 ở XAXB và 155 ở ngầm Ozadao gần như bắn suốt ngày với một cường độ khốc liệt đánh ở hướng bắc đường 19 khu vực Phi Nay nhưng 307 chưa thấy triển khai gì. Có một sự di chuyển quân rầm rộ do chúng tôi ở cách đường 19 khoảng 500m nên cũng khó biết điều gì xảy ra. Ban đêm, tiếng xe hướng đồn 23 hoạt động liên tục. Ngày 25 tháng 12, chúng tôi có đi tuần xung quanh sư bộ. Khi về đến khu vực E31, thấy xuất hiện anh em bộ đội mũ rằn ri là chúng tôi biết có đơn vị đặc công. Sau ngày tổng tấn công mới biết là 198 từ bắc mới vào. Anh em quê hòa bình và nam định là nhiều. Khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 12, pháo binh các cỡ của ta bắt đầu bắn sâu vào trong nội địa dọc theo quốc lộ 19. Tiếng súng đã vang lên rầm rộ từ hướng sư đoàn 309 điện của sư đoàn cho toàn đại đội trinh sát về sở chỉ huy sư đoàn nhận nhiệm vụ. Ngay cả chúng tôi là người trong cuộc cũng không biết rằng cuộc tổng tấn công đã bắt đầu. E812, F309 đã mở màn đánh các trọng điểm của địch dọc theo đường 19. Thời đó đánh giặc cũng vui lắm. Chúng ta chỉ dáng giữ an toàn tuyệt đối đường 19, phía trước chốt tiền tiêu của trung đoàn 29 vài cây số địch có chiếu phim ta cũng kệ, cho nên chốt 29 là điểm mà địch hay thăm viếng nhất, có ngày đến năm 6 lần và chúng ta chưa bao giờ bị chọc thủng, hình như chúng không đủ lực lượng để đánh tranh giành với ta như đầu năm 1978. Đội hình đại đội trinh sát tập trung trước ban tham mưu sư đoàn, phân chia nhiệm vụ trong chớp nhoáng và trung đội của tôi đi phối thuộc cùng trung đoàn 95, mũi chủ công của sư đoàn có nhiệm vụ đánh luồn sâu phía bắc đường 19, hỗ trợ cho sư 309 đánh thọc sâu theo đường 19. Mọi yêu cầu của nhiệm vụ được giữ bí mật tuyệt đối cho đến giờ nổ súng. Chúng tôi cắt đường về hướng sở chỉ huy E95, cách đó chừng 2 km. Khi đến nơi thì anh em 95 đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và các tiểu đoàn của 95 hành quân ra đường 19 hợp nhau tại chốt của D9 E31. Anh Trường giao nhiệm vụ cho tôi là người cắt đường đầu tiên, mũi tên hình vòng cung đã được ban tham mưu sư đoàn vẽ lên bản đồ. Tôi nhận địa bàn và cắt ngang qua đường 19. Đoàn quân đi trong lặng lẽ, xuyên rừng, khoảng cách của đội hình luôn được giữ vững. Ánh nắng của trời Tây Nguyên mùa khô rất gay gắt, nhưng khi đi trong rừng thì dịu hẳn, những luồng ánh sáng chiếu sáng cả một góc rừng. Đội hình men theo bình độ 200 phải nói hôm nay khái niệm về chiến tranh cũng không còn nặng nề lắm phía sau lưng tôi là cả một trung đoàn với khí thế hừng hực ra trận những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến là hình ảnh này chăng sự căng thẳng làm cho chán tôi mồ hôi dai như tắm mặn chát dẫn một đội hình lớn chúng tôi phải đạt hai yêu cầu không để đội hình dừng lâu quá sẽ làm anh em bộ binh có thời gian chủ quan chờ đợi, mất cảnh giác, phải bí mật, không làm lộ đội hình phía sau. Càng vào sâu, cảm giác lạnh lưng hở sườn càng dữ. Đi sau tôi khoảng hơn 100 mét, anh Trường không ra lệnh gì. Tôi biết là tôi đã cắt đường đúng với yêu cầu. Đi và lặng lẽ đi. Sau hơn 2 giờ vượt rừng, chúng tôi được lệnh giải lao, theo nhịp của anh em bộ binh. Lúc này trên bản đồ tôi xác định đã cách đường 19 khoảng gần 7 km. Hết giờ nghỉ là thay người đi đầu, tôi về cuối đội hình trinh sát. Cách bộ binh cũng gần 100 mét. Đang đi, tôi thấy đại úy Trần In, tham mưu trưởng Trung đoàn 95, đi nhanh về hướng tôi và muốn gặp anh Trường. Hai người bàn bạc gì đó và cho người để thay đổi hướng đi. Tôi lấy địa bàn ra kiểm tra thì thấy đội hình đã chuyển lên gần chính tây 260 độ, vì lúc đầu tôi đi là 325 độ. Càng vào sâu rừng càng rậm nên đi lại khó khăn. Tôi thấy anh em bộ binh mang vác khá nặng, bao gồm đồ dùng cá nhân, một ruột tượng 7 cân gạo, hai trái cối 60 hay một trái 82. Trời càng về chiều, súng hướng đường 19 càng rộ pháo binh hình như bắn tối đa, chứng tỏ hướng sư đoàn 309, chúng cũng cố thủ giữ rằng. Chiều tối chúng tôi dừng lại nghỉ, quay lại chỉ còn D3, E95 vì D1 và D2 đã ngừng lại cách chúng tôi khoảng 500 m triển khai đội hình nghỉ. Ban đêm, nghe anh Trường và Thủ trưởng In nói chuyện thì tôi mới biết là mặt trận Tây Nam đã nổ súng từ ngày 23 tháng sư đoàn 309 đã đánh dọn đường mấy bữa nay rồi. Sư đoàn 307 dùng trung đoàn 95 đánh thọc sâu bắc đường 19, trung đoàn 94 đánh mạn nam và trung đoàn 29 ở thê đội 2. Có nhiệm vụ bảo đảm liên thông đường 19. Vị trí sư đoàn 309 bắt đầu tấn công là thị xã Bo Keo và đến Tung Sen giáp bờ sông Mê Công. Lúc này chúng tôi chưa có tiếp cận với bản đồ vì sợ lộ bí mật. Nằm trong tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 3 nên anh em trinh sát không có gác đêm, nằm trên võng nhìn bầu trời đầy sao dưới tán cây rừng dày đặc, nghe côn trùng kêu, thấy rợn cả người. Tôi miên man nghĩ về đời lính, về bóng hồng quê nhà đang thầm lặng khóc hàng đêm, về nỗi khổ cực của cha mẹ. Về nông trường đắc đoa nhiều câu đang mùa ra hoa, nhưng sẽ không ra trái. Về cô y tế của nông trường nói giọng bắc, nghe quyến rũ lạ kỳ. Mùi tóc em thơm, đôi môi cong và khao khát. Cảm giác rung động, trinh trắng đến vô ngần. Quý vị và các bạn chờ đón tập tiếp theo, Ủng Chéo Chéo Hoàng uyên uyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại